Hello. Hello, chào mừng. Xem clip Sparky rồi à? Thật sự, để mà nói thật sự xem cái clip Sparky mình mới phê. Hello, chào anh em. Bây giờ livestream hơi muộn nhưng mà đỡ với anh em livestream thì Hello. Ngày nào tầm giờ này thì mình cũng có thể livestream được. Sống mà mình xem mình còn thấy ố phê vậy. Nên là mình mới quyết định là làm clip để đặt thanh niên đấy chứ không thực sự. Phải nói thì thường thì mình chọn những clip những make mà nó dị đặc biệt hoặc là những top. Livestream thì tầm đến độ khoảng nếu anh em có thích thì mình livestream sẽ muộn hơn 1 giờ 2 giờ xem được lệnh đó phát cá của nó thật sức à đúng rồi thì đơn giản cái lệnh đấy nó thằng luôn thắng thằng 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 luôn thắng thằng phát cá luôn thắng thằng phát cá không bao giờ thua luôn. Ông có P.E.K.K.A, nó ông có Aegis thì nó sẽ luôn làm luôn hai cái Hunter với Ryan Skaven chặn ngay cầu. Phát là thằng chơi Spark chơi P.E.K.K.A.R.A.M. hay nhất hiện tại. Trong tương lai thì không biết thế nào. Hôm nay livestream hơi muộn bởi vì là bây lúc này bây giờ mới vào thế là thành Viper đánh lên 7.700 nữa vậy. Giờ này đánh phê lắm. Hey guys, give me a like, share room. Này cho anh em Việt Nam không có như thế nào. Lâu rồi không xem game của Legend thi đấu bro. À, Legend vẫn còn thi đấu nhưng mà hình như là thứ bảy tuần này, thứ bảy thứ sáu ta. Mình nhớ là thứ bảy thứ sáu nhưng mà tuần này sẽ đánh playoff của những thắng. Những thua sẽ đánh vào tuần vào chủ nhật hay sao? Thứ bảy như là đánh playoff của những thắng, sau đấy là những thua. Đây là cái deck mà mình có đánh và thắng chứ không muốn chỉ là Viper. Kyora of Ebola. Hey, what do you mean? Ok, à, là thằng là Green Mocha. Viper Green Mocha. Hôm nay chúc không bút đâu. Tại vì là đánh 6k6 đến 7k thực sự. Nếu mà anh thấy là với thời điểm hiện tại với lại so với ranking hiện tại thế nó lên đến 7k nó hơi căng. Nếu mùa trước có lên 7k nó rất dễ bởi vì là top đã lên 8k2. Hey Yi Chu, welcome back my channel. Nice tornado. I think Viper is he should try defend and push off early because this deck this miner deck can fast cycle. Hey, Costa, what do you mean, bro? Thank you, Shino. Yeah, I think no, yeah, poison. Mình gặp những cái deck này thực sự rất là khó chịu bởi vì là cứ thả poison như vậy là mình gần chết. Nylon, one hit. Sắp chạy hát tới sao giờ? Nhưng mà cứ đánh như thế này thì thực sự là Viper anh ta sẽ bị out cycle. Đấy. Đó. Hey Johnny, what time in your country, bro? Hôm nay cháu gặp Nguyên Giác Ghost, quân full 13, có hóc 11, hóc 11 chắc là mới chơi quân phát. Chứ Queen Condition thường nó nâng trước, không sau được. Nó thường ưu tiên là Win Condition nó sẽ nâng cấp trước.
đúng rồi, nó không phải mua quá cao đâu mà nó thực ra nó cũng thuê. Mấy 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 thằng Nhật cũng thuê không, nhưng mình thấy là mấy quả đấy có nhiều ác. Vẫn ăn này quá kìa. Vài con cấp 11 ra là thằng mình thấy là có thể nâng nó không có chứng thật. Còn đây còn nó mà đích chứ. Thời điểm này mình thấy là Executioner phải là Spam Executioner nhiều hơn và Rocket hợp lý hơn là việc mà đẩy Executioner. Thời điểm có Executioner, Bounty hợp lý. Tornado New Lock Nice. Đây Clan tạo ra toàn Mega Beat biết à? Không khác gì Clan của Linh Mân Chi đâu. Linh Mân Chi cũng là X-Bow đấy. Nhưng mà ra đánh Mega Beat không rất dễ bị counter, đặc biệt là những cái deck Nylock, Outcycle. Wow. Wow. Bây giờ các bạn thấy chưa? He's not a human. Hey guys. Oh my god, Duck Fly. This is Duck Fly. Duck Fly from Mexico. Mình không hiểu tại sao nó outcycle ta, nó không defend được ta. Yes, Duck Fly. Do you know him? In the past, he's finished top 2-3. Yeah. He finished top 3 when he used Igbo cycle. And Zack finished top 1 with Hot cycle. I remember this on the, in the past. Yeah, very strong player. Ah, Minor Goblin. I think he play Balloon. Balloon Cycle, that's right. No, Flying Machine. I think Pekka Poison. No, Pekka Minor Poison. Chắc không? Chắc không? I don't like my predict. Hey, what? Nando Rocket. Yeah, something behind you. I got to look back. Nothing bro, nothing. Okay, we... Oh my god! What is that? Minor Zion Skeleton Hunter Flying Machine. And... Oh, Mega Knight, and I think the last guy is Noble. Ah, he is connecting his Facebook, so many play, so many viewer right now. Hey bro, I'm new friend Jelly. Welcome to my channel. Also subscribe Emerald One channel, bro. Oh, Arrow, not Snowball. So I think GG. He don't have big spell. All the arrows. This time rocket time. What? Very nice timing. Hay lắm. Này không có Việt Nam thì nào thì quên rồi. Be careful, he's tornado. Nicer. Woo, wait, push in a buff. Who is the first at work right now? Let me check the game. Let me check the leaderboard. Oh.
cái này one hit. Wow, bên này họ one hit, two hit. Woo. And rocket gì gì. And subscribe both channel. Wow, I'm really happy. Thank you so much. Okay, let me check leaderboards. Toàn game đi không sợ con nước ngoài không hiểu. Ok, come back. Mình phải để một cái check này. Sao em Ro không chơi deck như ông này nhỉ? Deck này chơi khó lắm, kỹ năng nhiều mà cũng như giữa làm sao được, đó, mỗi chơi giữa. Các bạn thì cần thay sang một cái thẻ khác là các bạn có thể cách đánh của các bạn khác hẳn. Ví dụ các bạn có Executioner đúng không? Các bạn tự tin rất là tự tin hơn nhiều. Tự tin hơn nhiều khi mà các bạn chơi. Nhưng khi các bạn chuyển sang Wizard và các bạn cái cảm giác các bạn thả Wizard nó khác hẳn liền. Thì các bạn không còn tự tin nữa. Các bạn có lock nhưng mà không biết các bạn sẽ unlock ở trong tên nào. Đấy các bạn có thể thấy là họ gần như là Firecracker trong tên này không sử dụng được lock đúng không? Anh ta sử dụng chuyển sang một người khác. Và defend con Firecracker bằng cái gì? Tên này sẽ dùng Executioner này. Đấy các bạn thấy là cách đặt của anh ta con Executioner nó khác, à con Vanky khác không? Đúng rồi, có mấy thẻ đứng tay nó có xài lắm. Đấy các bạn thấy có sử dụng Clock ở cho một combo hop không? Thực sự mình không biết là sử dụng đấy luôn. Nên cách đánh của cái deck này thực sự rất là khó. Đấy. Dùng một IC cũng rất hay luôn. Rocket time, event tốt luôn. Đấy, có Executioner thực sự mình thấy rất ngu nhưng mà anh đối với trong tay của anh ta thực sự đánh rất dễ, không hiểu luôn. Sorry anh em, mình sau mình sẽ đặt cái Word Smart ở cái phần này bởi vì là rất nhiều kênh có thể ăn cắp được cái video của mình. Nên là mình sẽ để cái này đúng không? Hợp lý hơn. Mình rất sợ những kênh kia nó không làm nữa. Cao tờ đây này, đây không là One hit, and slap, he hit a lot. And rocket time. Comment. Which lock bed? I think not good, because this like don't have the building. So very very hard defend Royal Zion. Hey, you Viper in game delete? Libra. Okay, thank you. Sure. Viper and Kara. Hey, Mr. T. Xem không thấy comment. Ok rồi, cảm ơn. Mình ngon nhỉ. Mình livestream được khoảng 15 phút nữa sẽ nghỉ thôi. Rocket. No. Tornado. Ui, nice tornado. Súng tornado bất ngờ quá ta. Cân bằng máu luôn. Surprise tornado. Chua. Chắc còn mỗi mình rồi. Đấy mấy ông kia toàn ở ẩn mà đâu comment đâu. Xem đâu comment. The insane yeah. I can't believe, I cannot not believe he used tornado boost Electro Wizard. Rocket on left. No, Goblin. Drop Goblin. One hit, two hit, Royal Hawks, and Ram Rider. He
careful. Wow, so insane defense. So both three set tower balance HP. One hit, oh, come on, one hit. Only one hit. No way, is it locked up? One hit, two hit, three hit, no way. Two hit only. Insane, insane. So I think we try keep Rocket defend Ram Rider on the left, I think. I don't cast Rocket. It's a Rocket. Okay, Ram Rider on the left. Don't care about that. Yeah, Ikishina drop. Ram Hawk Rider coming! One hit Hawk Rider. One hit. One hit. And slap. He hit a lot. And Rocket time! Rocket time! Rocket time! So insane. So insane, insane, insane. Okay, Viper vs. Eagle. He won this vs Eagle last time. Okay, swap. One
subscribe. Subscribe.